từng cơn gió nhẹ thoáng qua giữa chiều buồn, mà sao thấy lòng tái tê như lạc vào giông bão. Đời như giấc mơ chỉ thoáng mộng phù du, còn gì cho ta khi qua một kiếp người. Từng cơn bão cứ tràn về trong đêm tối, cuốn đời tôi trôi dạt biết về đâu. Còn sóng cứ gào thép mãi trong ta, cho cõi lòng không một phút bình yên. Chợt bừng tỉnh giữa giấc mơ đời nghiệt ngã, nhìn lại mình chỉ thấy nỗi cô đơn. Cuộc đời ơi xin đừng xô tôi nữa, hãy để bình minh xóa tan một đêm dài. Alo, Dân hả? Chị nghe nè. Alo, chị ơi, chị ngủ chưa? Chưa nữa. Không biết sao mà chị bứt rứt chị không ngủ được nữa. Em gọi chị có chuyện gì hả? Anh hai, anh Mạnh uống say rồi ghê với ba. Em bình tĩnh đi. Có chuyện gì mà em nói lung tung gì hết trơn vậy? Ba em với anh Mạnh cãi nhau hả? Anh Mạnh, anh Mạnh nói là ba em giết ba chị. Ba giận lắm chị à. Rồi bây giờ xảy ra chuyện gì? Anh Mạnh anh đi đâu rồi em? Ba đưa tay tát anh Mạnh một cái, anh giận lắm. Bây giờ anh phóng xe đi mất rồi. Mà anh chạy nhanh lắm chị à. Em bình tĩnh đi. Bây giờ chị gọi điện thoại cho anh Mạnh liền. Em đừng có lo lắng gì nha. Ừ. Anh ơi, phía trước có tai nạn. Đâu đâu, anh dừng lại coi người ta có bị gì không. Anh ơi, anh giờ anh có sao không? Anh ơi, lại giúp em tay. Để lên. Rồi. Tôi hỏi có phải là số của anh Mạnh không ạ? Cô ơi, chủ số điện thoại này đang gặp tai nạn. Anh ấy bất tỉnh rồi,
Cô có thể gọi giúp gia đình anh ấy được không ạ? Tôi là em gái của anh nè. Anh đang đâu vậy anh? Tai nạn xảy ra ở ngay Gái Tư Gò Mây. Lúc mà tôi gặp anh ấy á, anh ấy nằm bất tỉnh một mình á, không có ai hết. Bây giờ tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện đa khoa. Cô đến đó liền đi nha. Dạ, tôi biết rồi, tôi tới liền ạ. Cảm ơn anh nha. Em đừng suy nghĩ nữa. Em cố gắng ngủ một giấc đi. Sáng ra chúng ta còn phải đi làm nữa. Sao con mình nó lại ra nông nổi này á anh? Em không sao hiểu nổi. Có lẽ là nó đang bị sốc. Rồi nó sẽ hiểu mọi chuyện thôi em à. Em đừng có quá lo lắng như vậy. Không hiểu sao em thấy sốt ruột quá à. Thằng nhỏ nó say như vậy, lỡ nó xảy ra chuyện gì? Ba, chị Nga gọi cho con. Chuyện gì? Anh Mạnh bị tai nạn rồi ba. Hả? Cái gì? Chị Nga nói là anh Mạnh bị tai nạn, bây giờ bất tỉnh không biết gì hết trơn á, đưa vô bệnh viện rồi. Con tôi. Nó. Con tôi. Đi ngay thôi. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Dạ, bệnh nhân Trần Thanh Mạnh đã qua cơn nguy hiểm rồi. Mọi người cứ yên tâm đi, chúng tôi đang hoàn tất thủ tục để chuyển cậu ấy sang khoa ngoại. Nhưng mà nó có bị sao không bác sĩ? Dạ, con của ông á bị gãy xương chài. Con tôi bị gãy xương chài à? Dạ, chúng tôi đã kiểm tra CT toàn bộ và chụp X quang. May là bệnh nhân của chúng ta không bị chấn thương sọ não hay là chấn thương các nội tạng khác. Không sao đâu. Mọi người cứ yên tâm nha. Dạ cảm ơn bác sĩ. Anh hai. Anh Mạnh. Anh Mạnh. Nghe. Mình tỉnh đi nghe. Mạnh. Anh hai. Anh Mạnh ơi. Không có sao không? Con yên tâm nha. Anh hai ơi. Anh hai chỉ bị gãy chân thôi à. Anh hai sẽ mau khỏe lại mà. Anh Mạnh mà có bị gì thì ông không yên với tôi đâu. Dạ. Dạ, cà phê của anh đây. Hôm nay anh đi một mình hả? Hôm nay anh đi viết bài nhưng tiện ghé đây luôn. À mà sáng giờ anh hay có ghé đây không em? Dạ, chưa anh không thấy ạ. Cảm ơn em nha. Dạ, chào anh. Alo. Anh Toàn nè. Alo Kiên hả anh Toàn nè. Ủa anh gọi Nga không được hả? Nga đang ở bệnh viện á. Anh Mạnh không chịu ai ở với ảnh ngoài Nga hết á. Dạ. Dạ hôm qua anh Mạnh bị tai nạn. Mọi người ở bệnh viện tới 4 giờ sáng mới về. Sao? Mạnh bị tai nạn hả? Có sao không? Dạ anh Mạnh bị gãy xương chạy. Vậy hả? Mà tại sao Mạnh lại không để ai chăm sóc ngoài Nga ra, còn chờ chồng bác sĩ về? Dạ, mọi người bên Mạnh đuổi nên về hết rồi. Làm sao biết được anh ấy nghĩ vậy? Anh ấy chỉ nói đúng có một câu là không muốn nhìn thấy ai ngoài Nga. Vậy em
Anh xin lỗi vì đã làm mất giấc ngủ của em. Bây giờ anh sẽ sang viện thăm Mạnh. Giờ anh muốn qua bệnh viện hả? Không có được đâu anh ơi. Nga không muốn gặp anh. Anh Mạnh á, anh cũng đang bị đau, anh cũng khó chịu, anh không muốn gặp ai hết á. Dạ thôi, để từ từ rồi anh qua nha. Ừ, anh biết rồi. À, em rảnh không? Để uống cà phê với anh. Anh đang ở quán cà phê gần nhà em nè. Em xin lỗi, nếu em nói quá thì anh bỏ qua giùm em nha. Có lẽ là anh không nên làm phiền Nga trong lúc này nữa. Bây giờ mình khoan nói chuyện ai đúng ai sai. Nói chung là Nga không muốn gặp anh. Em nói thật với anh á, là em không muốn nhìn Nga buồn. Về phía em á, thì em luôn làm theo những quyết định của Nga. Bởi vậy á, em không bao giờ muốn Nga có cảm giác bị phản bội. Với lại bây giờ nếu Nga không muốn thì em cũng không muốn nói chuyện với anh. Anh thông cảm giùm em nha. Thôi được rồi, anh xin hứa anh sẽ không làm phiền em và Nga cho đến khi mọi chuyện được rõ ràng. Anh chào em. Cháu anh ăn nha. Em làm gì mà anh thấy em cứ lay quay hoài vậy? Em hãy đi về ngủ đi. Hôm qua tới giờ em có ngủ chút nào đâu. Hai con mắt thâm quầng à. Anh bị gãy chân chứ có bị gì ghê gớm như bị gãy tay đâu. Lúc nào anh đói anh tự lấy ăn. Em ngủ đi nha. Sáng nay em uống 2 ly cà phê rồi, em không buồn ngủ đâu. Anh an tâm đi. Ăn miếng cháo nha, em đút cho anh ăn nè. Anh ráng cố gắng ăn cho mau khỏe nha. Tụi mình không có thời gian nhiều để ở bệnh viện đâu. Anh đúng là vô dụng mà. Ngay lúc này anh nằm yên một chỗ lại làm khổ em nữa. Anh muốn điên lên được. Anh mới nói em nông nổi xong, bây giờ anh lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Em biết bây giờ không phải là lúc để em trách anh, nhưng anh nghĩ đi, anh say xỉn như vậy, anh làm em thất vọng quá. Anh xin lỗi em. Những ngày vừa qua anh bị ức chế vô cùng. Tại vì nhìn thấy anh Toàn, anh Sơn ở phòng làm việc của ba nữa, họ giấu giếm anh chuyện gì, anh hụt hẫng vô cùng. Nhưng mà dù sao họ vẫn là cha mẹ và em gái của anh mà.
Hồi sáng này anh đuổi họ như vậy là không nên, anh biết không? Còn em thì người ta đâu có biết chuyện anh em mình quan hệ như thế nào đâu. Người ta sẽ nghĩ gì khi mà anh giữ em lại? Anh không có nên hành động như vậy. Anh không muốn nghĩ nhiều nữa. Có chết anh cũng không muốn nhìn mặt ông Dĩ nữa. Anh muốn được ra khỏi căn nhà đó. Và anh không muốn làm việc ở công ty nữa và những gì liên quan tới ba anh. À không, liên quan tới ông Dĩ anh sẽ không dính dáng tới nữa. Bây giờ anh chỉ nghĩ đến việc tìm được hung thủ giết ba anh. Anh suy nghĩ lại đi. Ngoài ông Dĩ ra, anh còn mẹ anh, em gái của anh. Tất cả sẽ không có nghĩa lý gì hết. Nếu đúng, ông Dĩ là người giết ba anh. Em đừng nói nữa. Anh tuyệt đối sẽ không quay về đó đâu. Thôi được rồi, nếu anh không về đó nữa thì anh về nhà mình cũng được. Đó là ngôi nhà của chúng ta mà. Bà sẽ rất vui nếu như hai anh em mình được đoàn tụ. Cảm ơn nha. Anh ăn đi, nguội hết rồi nè. Khi nào thì anh về? Chiều mai anh về. Nếu có gì trục trặc thì anh sẽ gọi điện cho em. Anh đi đâu? Sao em kêu tài xế chở đi? Anh lái xe vậy em thấy không có yên tâm đâu. Hay là em kêu Hoàng? Không cần thiết đâu. Dạ. Anh đi có việc riêng. Nè, em thỉnh thoảng lên khách sạn trông chừng chút xíu, chơi gì vừa thôi nha. Anh à, em có chơi gì đâu mà anh nói như vậy. Thỉnh thoảng em chỉ đi du lịch, nghỉ ngơi vài ngày thôi à. Vậy mà anh cũng không muốn sao? Trời, là nói vậy thôi. Anh đi đây. Anh đi cẩn thận nha. Chào dì. Dì gọi để báo cho con biết ba của con đã đi rồi. Dì nhớ con hả? À, nhưng mà con không có rảnh đâu. Chút nữa con phải chở vợ sắp cưới của con đi sắm đồ cưới nữa. Nhưng mà dì biết là khi mà dì gọi con sẽ về ngay. Bởi vì con là đứa con chồng có hiếu nhất trên đời. Công nhận dì đoán đúng dễ sợ. Thôi được rồi, dì ba của con, dì lòng hiếu thảo của con, đúng một tiếng nữa con sẽ về liền. Nè, dì biết dì phải làm gì rồi chứ. Con chào dì. Bé Thôi đâu để em nấu nướng vậy? Em muốn tự tay nấu ăn cho con. Em nấu cháo để mang vô cho con hả? Anh tưởng là sáng nay em đã mang vô rồi. Dạ, buổi sáng em mang cho con ăn trưa. Còn cái này
em mang vô để chiều giờ tối con nó ăn. Em à, em tính nấu món gì cho bé Nga vậy? Em đã hầm thịt bò rồi, còn bây giờ em tính mang gà tiềm vô cho nó. Nó còn làm biếng ăn hơn thằng Mạnh nữa. Anh à, bây giờ mình phải làm sao hả anh? Lời nói của mình không có ý nghĩa gì với hai đứa cứng đầu đó. Thật ra thì tụi nó giống anh Trung nữa mà. Em có nhớ không? Lúc bình thường thì anh ấy hiền hơn cục đất vậy. Nhưng khi đã quyết định chuyện gì rồi thì không có ai có thể thay đổi được. Anh Trung vắng số, phải ra đi đã đành. Còn những người ở lại như chúng ta, sao lại khổ như vậy? Mỗi khi nhìn thấy tụi nó đối xử lạnh lùng, em thấy thương anh quá à. Tại sao mấy đứa nhỏ không chịu hiểu tấm lòng của anh chứ? Anh tin là tụi nó sẽ hiểu ra thôi mà. Tối nay anh sẽ ở lại bệnh viện trực cho bé Nga. Phải để con bé về nhà nghỉ ngơi em à. Tự nhiên lại làm phiền nó, anh thấy ngại quá. Thôi, hay là đem vào với con. Nó đang giận, em sợ. Vậy cũng được, để anh đưa em đi, rồi anh quay về nhà ngay ha. Anh cứ nghỉ ngơi đi, để đợi bé Dân đi học về, hai mẹ con vô bệnh viện, để bé Dân nó thăm anh hai nó luôn. Ừ, vậy cũng được. Cố gắng nha em. Vô đi, còn giả bộ nữa. Mua nhẫn cưới cho vợ rồi hả? Em ghen sao? Hơi đâu mà ghen với mấy người. Chỉ muốn hỏi thăm thôi. Chuyện cưới xin là tới đâu rồi? Xong hết rồi, không sót một chi tiết nào. Chúc mừng. Anh nghĩ hôm đám cưới anh, em có nên mặc cái váy màu trắng, gần giống như áo cưới vậy đó. Em đã chuẩn bị một cái rồi, rất đẹp. Tùy em. Em biết em phải làm gì mà. Anh hù dọa em đó hả? Từ ngày về với cha con anh, em đã biết là đang ngồi trên lưng cọp rồi. Có xuống thì cũng bị nó cắn thôi. Chi bằng em cứ ngồi yên, chờ thời. Em đẹp lắm. Mà đàn bà đẹp á thường không thông minh. Còn em á
tỷ lệ thuận với sắc đẹp của em. À, ông ta nói là chừng nào ông ta mới về? Chắc là chiều mai. Ông ta có vẻ rất là bí mật. Mặc một bộ đồ bình thường, đổ đầy bình xăng, rồi tự lái xe đi. Vậy à? Em có biết là ông Phú đi đâu không? Ngày mai là ngày đám giỗ của vợ cũ ông ta. Cứ năm nào cũng vào ngày này, ông ta cũng tự lái xe về Long An thắp nhang cho vợ ổng. Quê vợ của ông ta ở Long An mà. Em có biết là ông Phú có một ngôi nhà ở Long An không? Anh chắc chắn rất ít người biết. Ông ta sẽ làm đám giỗ cho vợ ổng một mình trong ngôi nhà đó, rồi lên đây xem như chẳng có chuyện gì. Tại sao anh biết chuyện này? Có gì mà ông có thể qua mặt được anh chứ? Năm nào ông cũng biến mất như vậy mà. Nên anh đã cho người theo dõi ổng. Em thấy vậy chứ, ông ta rất là nặng tình với người vợ cũ của ổng đó. Đó là lý do tại sao ông ta đã ngủ rất nhiều người đàn bà đẹp, nhưng không lấy ai, và cũng không muốn có con với bất cứ một người nào. Vậy ra ông ta vẫn còn một chút tính người. Chưa chắc đâu. Thứ đó là khiến ông ta mất tính người nhiều nhất đó. Là sao? Em đừng nên biết quá nhiều, sẽ hại cho em đó. Em hiểu chưa? Chào con. Nga, con vất vả quá rồi. Thôi, con cứ để bác ở lại để lo cho Mạnh. Con về nghỉ ngơi đi. Khi nào thấy khỏe thì hãy vô thăm anh Mạnh nha. Phải đó chị. Chị về nghỉ đi. Ngày mai em không có đi học, em vô đây chăm anh hai với mẹ. Chị nè, chị cầm cái này về đi. Mẹ nấu cả buổi chiều mới được đó. Em lo việc của em đi, ở đây anh tự chăm sóc được. Tối nay Dân ở lại với Nga được không? Út ở lại, có mẹ nữa nè. Anh nói là mình em ở lại thôi. Nếu mà em không ở lại được thì anh gọi bạn anh tới. Không, Út ở lại. Út ở lại với anh hai. Mẹ sẽ về mà. Mà mẹ ở chơi với con một lát rồi.
rồi mẹ về. Nga, ngày mai không cần vô đây với anh nữa đâu. Mai bạn anh sẽ ở lại ngủ với anh. Em nhớ giúp anh dọn phòng, mấy ngày nữa anh về ở. Hai, sao hai lại qua nhà chị Nga ngủ? Anh không về nhà ở thì biết đi đâu bây giờ. Nhà chị Nga rộng rãi, anh tới ở nhờ cho tới khi tìm được nơi ở mới. Thôi được rồi, vậy em về đi. Thưa bác, con về. Chị về nghe dân. Dạ, chị về. Để bác tiện con. Mà nói xe về nhà con có phải là thật không con? Mong bác hãy hiểu giùm con. Chuyện anh Mạnh muốn về nhà con ở là chủ ý của ảnh chứ không phải của con đâu. Chẳng qua con không muốn ảnh bỏ đi sống lây lất ở đâu đó với cái chân bị gãy. Bác cứ yên tâm, con và anh Kiên có thể chăm sóc cho ảnh cho đến khi ảnh muốn quay về nhà. Còn nếu như mà bác nghĩ là con có ý định chia cắt gia đình của bác, hay là bác nghĩ con với anh Mạnh có chuyện nam nữ gì đó, thì bác đang xúc phạm con đó. Bác xin lỗi con, bác không có ý nghĩ xấu về con đâu. Bác chỉ sợ, bác chỉ sợ là Mạnh đã làm phiền Hà con thôi. Bác biết là con là cô gái tốt nhất mà bác đã gặp. Con coi anh Mạnh giống như là anh trai của con vậy. Bác cứ yên tâm. Còn chuyện mà con hiểu lầm bác gì? Thưa bác, đối với con thì chuyện nào ra chuyện đó. Con để anh Mạnh sống ở trong nhà của con là bởi vì con coi anh Mạnh giống như là anh trai vậy. Con không muốn cho ảnh gặp nguy hiểm. Đồng thời vì chuyện của gia đình con mà anh Mạnh phải bỏ đi, nên con cảm thấy là mình phải có trách nhiệm trong chuyện này. Còn chuyện của bác Dĩ thì con vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu, và con không muốn dính dáng gì đến gia đình của bác hết á. Vì vậy anh Mạnh mà anh có qua nhà con cũng không đồng ý cho hai bác qua thăm ảnh đâu. Mong hai bác thông cảm giùm con. Dạ, con không muốn làm bác thất vọng, nhưng mà con không làm khác được. Khi nãy có dân nên con không thể từ chối, nhưng con xin gửi lời bác thức ăn bác nấu. Con cũng đã nói với bác từ lần trước rồi, con không muốn nhận bất cứ thứ gì từ bác hết. Mong bác cầm lại giùm con. Con nhất định phải làm như vậy sao? Con chào bác. Vì là chúng ta đã xa nhau 24 năm rồi, thế không may. Con của chúng ta thì đã tròn 24 tuổi. Chỉ tiếc rằng em đã không chấp nhận cho con sống gần một người cha khốn nạn như anh.
Em ăn đi. Hai món này hồi đó em thích nhất là món vịt quay và bánh cuốn. Còn anh, vì biết em thích nên đã cấm tiệc em, không được mua hai thứ đó để ăn. Anh rất thích được hành hạ em, được nhìn thấy em đau khổ. Bởi vì trong trái tim của em, chỉ có mỗi hình bóng của ông Trung mà thôi. Bây giờ anh cũng đang ghen đây. Trong khi anh đang tồn tại ở cái cõi trần tục đau khổ này, thì em lại được gặp người đàn ông mà em yêu ở bên kia thế giới. Em biết không, anh hận. Anh hận em lắm. Em à, em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Anh à, em lo quá. Bé Nga nó rất là khó chịu, em thấy sợ quá. Bây giờ con nghĩ đơn giản lắm. Con chỉ muốn trở về cuộc sống lặng lẽ giống như khi ba con còn sống. Và nhất định con sẽ tìm mọi cách để trả thù kẻ đã giết ba con. Con nghe bác nói, bác Vĩ không phải là người hại ba con đâu. Bác Vĩ đang nỗ lực tìm ra kẻ giết người. Ai mà biết cái sự nỗ lực đó thật lòng hay là giả tạo. Con chỉ tin bác Vĩ vô tội, trừ khi chính mắt con gặp được người nào là thủ phạm. Bác, bác, con nghĩ cần phải có lý do chính đáng gì đó ba của con mới xa lánh gia đình của bác. Nhất là bây giờ ba của con đã bị hại rồi. Người mà con nghi ngờ nhất chính là bác Vĩ. Vì vậy con không có lý do gì để gặp gỡ gia đình bác thường xuyên. Bác hãy hiểu giùm cho con. Thằng Mạnh nó còn làm cho em buồn hơn. Nó nghĩ gì mà nhất định không chịu về nhà. Nó không chịu để cho cha mẹ chăm sóc. Cứ như vậy, nó coi vợ chồng mình là kẻ thù tận xương tủy vậy đó. Thôi mà em, nếu chúng ta cứ phiền muộn vì thái độ của bọn trẻ thì chúng ta sẽ càng bị rối rắm thêm thôi. Thôi, tạm thời cứ làm thế ý muốn của chúng đi. Anh nghĩ cái ngày chúng ta tìm ra sự thật không còn xa đâu. Nhưng lỡ hai đứa nó, em sợ hai đứa ở chung với nhau sẽ sinh ra nhiều chuyện rối rắm mà chúng ta không kiểm soát được. Em hãy tin anh, không bao giờ có chuyện đó đâu. Hai đứa nó sẽ không có chuyện gì cả. Và lại chúng ta cũng chưa xác định được bé Nga có phải là con Trung không. Nhưng mà thôi, em đừng suy nghĩ nữa, mình lên ngủ đi, khuya rồi em.
Kiểu này không khéo, ngày mai trời mưa, nhức hết cả mình mẩy luôn. Anh ba, anh chưa ngủ được à? Mình lớn tuổi rồi, không còn khỏe như hồi trẻ nữa đâu. Bữa nay sương đầy trời, bị lạnh đó. Mà sao anh không kêu đứa nào ở chung cho nó vui? Lỡ có chuyện gì thì cũng có người mà lo cho anh. Ôi chú ơi, nhà này là nhà của Dượng. Kêu nó qua ở rồi đó hả? Rồi nó quậy, nó phá lộn tùng phèo lên luôn. Với lại nói nào nói, tôi cũng còn khỏe chán chứ. Tùy anh thôi. Khỏe gì không thấy, tôi thấy anh đang nhức mình nhức mẩy nè. Thôi vô đi ông ơi, sương gió kiểu này là mệt lắm đó. Thôi vô đi. Thật ra thì cái nhà này em muốn để thờ vợ em. Em không muốn nhốn nháo, nhưng mà thấy anh như vậy thì em cũng lo. Tôi đúng á, là già hơn chú thật, lớn tuổi hơn. Nhưng mà đây là quê hương của tôi mà, tôi thảnh thơi sống. Có điều tội nghiệp á, là tội nghiệp cho Dượng kìa. Dượng cứ lăn lóc rày đây mai đó, Dượng không có cảm giác mệt mỏi sao? Cũng mệt lắm chứ anh. Đôi khi mình thấy rằng mình không biết mình làm gì cái gì. Em bây giờ thì như chiếc xe bị Đức Thắng rồi, xe nó cứ lao về phía trước không dừng được. Lao về phía trước như vậy rồi sẽ hút đổ tất cả thôi. Lúc đó thân của mình biết có còn nguyên vẹn không? Khi nào nhắm mắt xuôi tay, em cũng chỉ muốn về đây với vợ thôi. Nhưng mà không biết có được cái phúc cái phần đó không nữa. Bây giờ chẳng biết cái đứa trẻ đó đang ở đâu hả? Kiếp này chắc có lẽ là em không nhìn được con của em nữa đâu. Con Mai em của tôi cũng thật là quá đáng. Không biết nó nghĩ sao mà nó nở. Thôi mà anh ba, chuyện qua cũng đã lâu rồi. Suy cho cùng thì Mai quyết định đúng anh à. Sống bên cạnh một con rắn độc như em thì đứa nhỏ nó tối tăm. Biết đâu bây giờ nó đang hạnh phúc. Thôi em đi ngủ trước đây. Sáng mai anh nhớ kêu em dậy sớm nghe. Quê của mình món bánh cuốn phải mua từ sớm mới có. Từng cơn gió nhẹ thoáng qua giữa chiều buông, mà sao cõi lòng sắt se tựa hồ băng giá. Nhiều khi ngỡ như mình lạc vào trong đêm tối, biết bước về đâu khi bóng tối vây quanh. Từng cơn gió nhẹ thoáng qua giữa chiều buông, mà sao thấy lòng tái tê như lạc vào giông bão. Đời như giấc mơ chỉ thoáng mộng phù du.
còn gì cho ta khi qua một kiếp người. Từng cơn bão cứ tràn về trong đêm tối, cuốn đời tôi trôi dạt biết về đâu. Từng con sóng cứ gào thép mãi trong ta, cho cõi lòng không một phút bình yên. Chợt bừng tỉnh giữa giấc mơ đời nghiệt ngã, nhìn lại mình chỉ thấy nỗi cô đơn. Cuộc đời ơi xin đừng xô tôi nữa, hãy để bình minh xóa tan một đêm dài.